lên đây bắt một con nữa các bác ơi. Đàn ngựa này vừa đuổi về. Có dây không? Bắt con trắng này nha các bác nha. Ôi, em bắt ra nha các bác. Bây giờ căng quá. Bắt con trắng này bố. Con này à? Cho cô bắt. Mà cho cô bắt nó chưa quen thì sao? Sao bắt đi. Ồ, trên vùng cao đi đường khó lắm các bác ơi. Cho chủ nhà bắt đây. Tính tiền luôn. Hả? À, tóm đây này. Sao tin? Đi tao. Hai sao vòi tao sao tổng. Trương, để nó về. Đang giao dịch luôn các bác ơi. Ngựa đẹp. triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 10 triệu. Hơn 50 triệu. Tiền tươi luôn. 20, 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
Thì... phải quen. Phải quen. Cô quen cô bắt đi. Cho vào chuồng đi nha. Trời ơi. Từ. từ tí nó hăng xuống. Nó hăng xuống mà nó đã đến đấy rồi nó không ra được đâu. Từ đừng kéo, kéo đây. Đây cái còn lấy làm gì nữa? Nối mà. Vừa bắt xong gặp các bác ơi. Các chú lấy đâu thì là mình không có không được. Mai cho về mà, mai em còn lên bắt lá rong mà, chở lá rong mà. Chở đâu? Chở lá rong ở bên chỗ nhà quán hàng xa bên trên nhà chị gái đẹp kia. Thế bây giờ làm cân một bó bao nhiêu đấy? Một bó theo 25.000 một. Rồi. Rồi, em về đã nha các bác nha. Không có lấy dây của. Bây giờ về đâu, tối rồi. Yên tâm đi. Nhà cháu hay lên đây suốt mà. Có cũng có người đi qua đây nhiều nhiều lắm. Không mang người. Vâng. Không phải không cho đâu. Cái dây này không có.